Oresnik hướng đến hầm trú ẩn của Zelensky, tiếng còi báo động hoảng loạn tại Kiev. Chào các bạn đã đến với video tiếp theo của chúng tôi. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Những giờ phút hoảng loạn đang bao trùm Kiev. Dự kiến trong thời gian ngắn, Oresnik sẽ một lần nữa tấn công vào đất Ukraine. Liệu hầm trú ẩn của Zelensky có phải là mục tiêu chính? Kênh Telegram Legitimate, được biết đến với sự liên kết chặt chẽ với tình báo Ukraine, đã tiết lộ rằng 24 giờ tới sẽ mang tính quyết định. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nga sẽ tiếp tục sử dụng Oresnik. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu nó có thể nhắm trực tiếp vào Zelensky hay không? Oresnik, loại tên lửa từng được chứng minh là không thể ngăn cản và vô cùng nguy hiểm, đang nhắm đến thủ đô. Các cơ quan tình báo cho biết nơi trú ẩn của Zelensky đã trở thành mục tiêu chính. Việc Nga đóng không phận và gia tăng hoạt động quân sự gần Kapustin-Yar cho thấy cuộc tấn công này không còn chỉ là tin đồn. Zelensky phải đối mặt với khả năng rằng bức tường bảo vệ của ông có thể không còn đủ vững chắc. Chi tiết sẽ được làm rõ ngay sau đây. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video mới nhất. Tiếng còi báo động vang lên hòa lẫn với nỗi sợ hãi ngày càng tăng trong lòng người dân Kiev khi đợt tấn công bắt đầu. Các báo cáo gần đây không để lại chút nghi ngờ nào. Trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 30 tháng 11, tên lửa xuyên lục địa này, biểu tượng của mối đe dọa từ Nga, được dự đoán sẽ làm rung chuyển nền móng của thủ đô Ukraine. Mục tiêu, dù chưa được xác nhận chính thức, dường như hướng vào trung tâm quyền lực, nơi trú ẩn của Volodymyr Zelensky. Điều tồi tệ hơn đối với ông là những tin đồn về một ngày định trước, một đêm kinh hoàng đã được ấn định. Kiev sẽ trở thành chiến trường, còn Zelensky là mục tiêu bị săn đuổi. Kênh Telegram Legitimate, vốn thân cận với chính phủ Ukraine, không che giấu thông tin, cuộc săn đuổi đã bắt đầu. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng vụ tấn công tên lửa gần đây chỉ là mở đầu cho một bản giao hưởng hủy diệt đang bước vào hồi cao trào. Từ Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin thẳng thừng cảnh báo người Ukraine và các đồng minh phương Tây, Oresnik đang được sản xuất hàng loạt và sẵn sàng phô diễn sức mạnh hủy diệt, ngang ngửa một quả bom hạt nhân. Trong thông điệp thách thức rõ ràng, Putin khẳng định các trung tâm quyền lực tại Kiev, Bộ Quốc phòng, Cục Tình báo, SBU, Nội các Bộ trưởng và Rada tối cao đều nằm trong tầm ngắm. Cùng với đó là Zelensky, người đang ẩn náu sau cánh cửa thép của một hầm trú ẩn. Vị trí của hầm trú ẩn này đã trở thành đề tài của vô số tin đồn, được cho là nằm ở phía tây Kiev, được bảo vệ bởi nhiều lớp bê tông cốt thép và lực lượng đặc nhiệm. Nơi trú ẩn này từng được coi là pháo đài bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, Oresnik đã thay đổi mọi kỳ vọng. Loại tên lửa này, với sức mạnh và khả năng né tránh các hệ thống phòng không, đã được so sánh với vũ khí hạt nhân chiến thuật, đe dọa xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ. Cảm giác an toàn nhanh chóng tan biến khi kẻ thù không thể bị ngăn chặn và mọi nỗ lực phòng thủ chỉ còn là hành động tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 30 tháng 11, Oresnik được dự đoán sẽ tấn công các điểm trọng yếu tại Kiev. Các địa điểm như nhà máy Areatom, nhà máy radio Smeritel, nhà máy sản xuất xe bọc thép Kiev và những cơ sở quân sự, công nghiệp khác đã được Nga đưa vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất vẫn là hầm trú ẩn của Zelensky. Oresnik không chỉ được thiết kế để phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự. Theo các nhà phân tích, mục tiêu của nó là giáng đòn mang tính biểu tượng, làm suy yếu ý chí kháng cự của Ukraine và loại bỏ người lãnh đạo đã công khai thách thức Moscow. Nhà chính trị học Nga Sergei Markov, vốn thường xuyên gây tranh cãi, không ngần ngại đưa ra nhận xét thẳng thắn. Zelensky không phải là tổng thống mà là kẻ tiếm quyền. Theo Markov, loại bỏ Zelensky không phải là loại bỏ một lãnh đạo hợp pháp, mà là kết thúc một chính quyền bất hợp pháp được duy trì bởi những lời nói dối và sự hỗ trợ của phương Tây. Một số sẽ ủng hộ Zelensky, một số khác sẽ đứng về phía Putin và Oresnik. Ông bình luận, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này không phải là một trận chiến thông thường. Đây sẽ là một cuộc đối đầu thu hút sự chú ý toàn cầu, với hai phe đối lập hoàn toàn. Thế giới sẽ chứng kiến và không thể tránh khỏi việc có những người ủng hộ bên nào. Nhưng không chỉ riêng Zelensky trở thành vấn đề. Nga đã bắt đầu đóng không phận đối với các chuyến bay dân sự, khiến các hồi chuông cảnh báo vang lên. Việc đóng không phận trên khu vực thử nghiệm Kapustin-Yar, một địa điểm nổi tiếng về thử nghiệm quân sự, cho thấy giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tấn công đã bước vào giai đoạn nước rút. Lời của nhà phân tích quân sự Alexei Sukhonkin vang lên với sự nghiêm trọng. Nga đang chuẩn bị cho một phản ứng mạnh mẽ, ông tuyên bố. Đây là một hành động có thể định hình cục diện xung đột trong những tháng tới, đánh dấu một bước leo thang làm nổi bật sức mạnh công nghệ và quân sự của Oresnik. Theo các báo cáo, Oresnik sở hữu khả năng siêu thanh, hiện không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không mà Ukraine đang triển khai. Trước đây, một cuộc tấn công từ tên lửa Oresnik không mang đầu đạn cũng đủ để phá hủy nhà máy Zumas tại Dnipro, thể hiện sức tàn phá kinh khủng của nó. Tuy nhiên, hiện nay, những tên lửa này được cho là đã được trang bị đầu đạn, làm tăng đáng kể sức mạnh hủy diệt của chúng. Chính quyền Nga, thay vì che giấu ý định của mình, đã ngụ ý rằng không có hầm trú ẩn nào có thể bảo vệ được Tổng thống Zelensky. Việc Zelensky quyết định ở lại Kiev trong bối cảnh mối đe dọa từ Oresnik đang treo lơ lửng được nhiều người coi là hành động dũng cảm, nhưng đối với một số người khác, đó lại là biểu hiện của sự tuyệt vọng. Vùng Kursk, nơi quân đội Ukraine đang cố giữ vững vị trí, là một điểm nóng khác có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Giữ vững lãnh thổ có thể khiến quân đội Ukraine bị bao vây,
trong khi rút lui lại bị coi là một thất bại mang tính biểu tượng. Tướng Alexander Syrskyi, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, đã tuyên bố về một cuộc phản công mới, nhưng dường như nguồn lực hiện tại không đủ để thực hiện. Kirill Sazonov, người tham dự cuộc họp cùng Syrskyi, đã thừa nhận tình hình nguy cấp, đặc biệt ở các khu vực Pokrovsky và Kurakovsky, nơi quân đội Ukraine đang chiến đấu để giữ lại từng lợi thế nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia đồng tình rằng một cuộc phản công trong bối cảnh này có thể gây thiệt hại nhiều hơn là mang lại lợi ích. Thiếu hụt nguồn lực cả về nhân lực lẫn vật lực khiến khả năng duy trì một cuộc tấn công hiệu quả của Ukraine bị đặt dấu hỏi. Từng ngày trôi qua, lực lượng Nga càng tiến gần hơn tới việc củng cố vị trí của mình, trong khi Ukraine phải đối mặt với bài toán khó khăn về cách quản lý một tình hình ngày càng tuyệt vọng. Nỗi sợ không chỉ hiện diện trong không khí mà còn ngay trên mặt đất, nơi các binh sĩ hiểu rằng chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể là bước cuối cùng. Bức tranh toàn cảnh trở nên ngày càng ảm đạm với Zelensky khi ông chứng kiến cánh cửa hỗ trợ từ phương Tây dần khép lại. Dù một số lãnh đạo châu Âu vẫn công khai ủng hộ Ukraine, thực tế trên chiến trường lại cho thấy một câu chuyện khác. Sự xuất hiện của Oresnik giống như một lời cảnh tỉnh, cho thấy rằng an ninh chỉ là một thứ xa xỉ tạm thời khi đối phương có khả năng tấn công bất ngờ và không thể ngăn chặn. Chúng ta cùng phân tích và tổng kết lại nội dung này nhé. Trong những giờ phút căng thẳng tại Kiev, mối đe dọa tấn công của Nga tiếp tục dồn nén. Với sự xuất hiện của tên lửa Oresnik, loại vũ khí siêu mạnh được cho là có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện nay của Ukraine. Dự báo rằng trong khoảng thời gian từ 29 đến 30 tháng 11, một cuộc tấn công mạnh mẽ sẽ diễn ra nhằm vào các mục tiêu quan trọng tại thủ đô Kiev, trong đó đặc biệt là nơi trú ẩn của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Mặc dù các cơ quan tình báo Ukraine và những kênh tin tức thân cận không xác nhận trực tiếp mục tiêu tấn công, các dấu hiệu rõ ràng cho thấy mục tiêu lớn nhất là tòa nhà quyền lực và các cơ sở quan trọng của chính phủ Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, thông điệp từ Nga ngày càng rõ ràng, với Vladimir Putin khẳng định rằng Oresnik không chỉ là một tên lửa mà còn là vũ khí hủy diệt mang tính biểu tượng, nhắm đến các mục tiêu chiến lược và chính trị trong Kiev, bao gồm cả Zelensky. Oresnik được cho là có khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ của Ukraine, tạo nên sự lo ngại không chỉ về sức mạnh quân sự mà còn về sự đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của những lãnh đạo Ukraine. Hầm trú ẩn của Zelensky, được biết đến với sự bảo vệ kiên cố, giờ đây trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược tấn công của Nga. Được bảo vệ bởi bê tông cốt thép và các lực lượng đặc nhiệm, nơi này đã từng được coi là một pháo đài bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, với khả năng tấn công vượt trội của Oresnik, an ninh xung quanh Zelensky đang bị đặt vào tình trạng báo động. Oresnik, với tốc độ siêu thanh và khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được dự đoán sẽ tạo ra một cuộc tấn công hủy diệt chưa từng có. Cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn diễn ra trong tâm lý của người dân Kiev và quân đội Ukraine. Đợt tấn công sắp tới được xem là một cuộc săn lùng với mục tiêu không chỉ là phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự, mà còn là giáng đòn vào tinh thần và sự lãnh đạo của Ukraine. Mọi động thái từ Nga đều nhắm đến việc làm suy yếu ý chí chiến đấu của quân đội Ukraine và tiêu diệt Zelensky, người đã trở thành biểu tượng của sự kháng cự. Bên cạnh cuộc tấn công tên lửa, Nga cũng bắt đầu đóng không phận, làm gia tăng sự căng thẳng tại khu vực Kapustin-Yar, một trung tâm thử nghiệm quân sự nổi tiếng. Điều này không chỉ báo hiệu một sự leo thang trong xung đột mà còn cho thấy Nga đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc tấn công tổng lực nhằm phá vỡ mọi hệ thống phòng thủ của Ukraine. Tên lửa Oresnik với khả năng bay siêu thanh và không thể đánh chặn là mối đe dọa lớn nhất đối với Ukraine hiện nay. Trong khi đó, tình hình trên mặt đất ngày càng trở nên khó khăn hơn với quân đội Ukraine. Các khu vực như Kursk và các khu vực biên giới đang bị bao vây, với quân đội Ukraine phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc duy trì lãnh thổ. Mặc dù các chỉ huy quân đội Ukraine tuyên bố về các cuộc phản công, nhưng tình hình thiếu hụt nguồn lực và sự kiệt quệ về vật lực khiến khả năng phản kháng ngày càng mờ nhạt. Những ngày tháng sắp tới sẽ chứng kiến sự leo thang căng thẳng, với các cuộc tấn công mới của Nga có thể gây thay đổi cục diện chiến tranh. Trong bối cảnh đó, việc Zelensky quyết định ở lại Kiev được nhìn nhận như một hành động đầy quyết tâm, nhưng cũng đầy rủi ro. Dù có sự hỗ trợ từ phương Tây, nhưng thực tế chiến trường ngày càng khắc nghiệt, và việc đối mặt với sức mạnh tấn công vượt trội của Nga có thể là một thử thách lớn đối với chính quyền Ukraine. Tình hình hiện tại không chỉ là cuộc chiến về quân sự mà còn là cuộc chiến về tinh thần. Nếu Oresnik thực sự đạt được mục tiêu của mình, đây sẽ là một đòn chí mạng không chỉ đối với chính phủ Ukraine mà còn đối với niềm tin của người dân vào khả năng bảo vệ lãnh thổ của họ. Sự kiện này cũng sẽ gây ra sự thay đổi lớn trong chiến lược toàn cầu, với những quốc gia liên quan phải quyết định lập trường của mình trong cuộc xung đột này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung này. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận và đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.